vô rồi cả nhà, nha Google nha. Đó, âm thanh quen thuộc lắm nha cả nhà. Chào mừng các bạn đến với kênh Thầy Toàn Vlog. Hôm nay mời cả nhà theo chân mình thăm bảy chuột cống nhum nhé. Rồi, tiếp tục mình đây con cá cả nhà. Hồi nãy giờ mình cũng thăm nhiều lắm đó cả nhà, cả chục cái đó mà thắt cả nhà ngay cái khu ngon hết sức ngon mình không dính cả nhà. Giờ đây có con cá cả nhà. Con đây có con cá. À, tự nhiên mình dính cái con gì kỳ vậy ta? Cả nhà ơi, mình dính cái con gì ngộ lắm cả nhà, thấy nó ngộ dữ lắm, mình cũng không biết con gì có màu nó kỳ kỳ trời. Con này con gì ta? Cùi. Trời ơi, con này con gì trời? Hả? Con này toàn quay lóc dính hàng quyết rồi, anh em ạ. À. Trời con này là dính con gì vậy trời? Con này cũng cả ký lô trời. Trời ơi, con này sao nó không có đuôi? À, con này thể lỗi là gì vậy ta? Trời. À, con này con gì vậy anh em? Anh em ơi, con này con gì vậy trời? À, ngon dữ vậy ta? Lần đầu tiên trong đời luôn trời, bấy đâu con này nè cả nhà ơi. Để mình chụp nó tấm nó làm hình nền nha cả nhà. Anh em nào có biết cái con này con gì thì comment cho mình nha. Hôm nay mình mới bẫy dính luôn lần tiên luôn, đẹp lắm cả nhà, cả ký lô ha. Sướng rồi. Rồi bây giờ ấp máy đi cả nhà ơi. Thì dòng này có clip đẹp đẹp cho anh em xem nha. Có clip đẹp rồi đó anh em ơi. Rồi dưới đám này mình có cái nha nha. Đây là ruộng nha nha. Cặp vậy đừng chỉ còn có bờ đê cặp ruộng thôi cả nhà mới. Giờ nước nổ cũng đã ngập hết rồi. Đây cái nha. Xa đã dính được con chuột cơm. Nãy giờ mới thấy dính được con chuột cơm trời 14 15 gặp rồi đó cả nhà ơi. Chất que không? Chuột cơm uống. Dây này mới ngon nè. Nó xe ra dày lắm nè. Quá sướng nha. Rồi, để mình ấp máy và đi tiếp thôi cả nhà ơi. Xe chạy qua tới lại dữ lắm. Dần cháy nha. Rồi phía trước mình cũng có con cá luôn cả nhà ơi. Mùa này nước nổi quá trời khó đặt lắm cả nhà. Đặt dưới sông cặp máy nước thì nó lên xuống, mà đặt ở dưới đây thì người ta cũng đặt nhiều quá nha. Người gom anh em người ta đặt quá trời đặt, nãy giờ xong thoát quá cả nhà. Dưới đây có con cá mà đặt theo đường mòn. Ơi xa xa thì thấy dính. Dính thì con chuột à. Không, nhà thấy con chuột không? Con này là hên là dính theo đường mòn nha cả nhà. Chứ không phải là chuột này là không phải là chuột ăn trái cây nha. Đó, cả nhà thấy không? Mình đặt hay đồng ruộng nhưng mà miếng chuối ở trong nó còn ithin nè. Đó. Miếng chuối mồi của mình nó có nhà thấy không? Nè, nó còn ithin nè. Đó, vậy lần chuột này nó chạy theo đường mòn nó dính. Đó. Chứ không phải là nó vô nó ăn chuối. Không. Rồi vậy huynh đệ nhiều khi huynh đệ thấy mình bẫy mồi chuối cái đầu bắt trước bẫy theo hay bẫy thất bại á nha. Nó tùy theo cái địa điểm mình bẫy mồi nha cả nhà. Chứ không có nhất quyết là phải màu chuối, màu trái cây mít nữa đem xuống mà cặp cái bài ruộng này là thắt luôn. Rồi mình đi tiếp cả nhà. Hôm qua thì đặt mình có gặp cái bẫy rắn của đồng nghiệp. Đây, mình quay cho nhà xem. Mình gặp cái bẫy rắn nó đặt. Ông đặt ngay cái bậc thềm khơi khơi nữa này đó. Cái đại đại xanh xanh dưới đây nè. Đây, đặt kiểu không có mà ấy hết trơn. Nhìn cái kiểu này thì chắc huynh đệ này mới ra nghề thôi. Ví dụ như vậy nè cả nhà. Ha. Nhưng trên bậc thềm nó tự nhiên đặt ngay cái bậc thềm cái dốc đó mà đặt ngay đó theo mình thì mình đặt dưới đây nè, đó. Thấy không? Dưới cái điểm này nè, đó đặt ngay cái góc dưới đây nè. Là đúng bài vở luôn, gắn đi dưới cái này đặt khơi khơi nè cái thềm này. Rồi tủ tủ lên này dính. Này chắc huynh đệ nào nó mới ra nghề. Thôi cũng chúc huynh đệ thất bại nhiều lần ha, rồi sẽ có thành công thôi. Rồi giờ đi tiếp cả nhà ơi. Rồi tiếp tục dưới đây có cái nữa, mình có cái luôn nha cả nhà. Đây chỗ làm dấu của mình nha. Đây có ông anh trước cả nhà. Ông chạy dòm dòm nữa nè. Rồi dưới đây con cái. Ông chạy luôn, ông quay phim nó dòm nữa. Rồi đây con cái cả nhà. Rồi ông đi luôn rồi. Đi luôn đỡ ngại nha, vô rồi cả nhà. Nha khu go nha. Đó, âm thanh quen thuộc lắm nha cả nhà. Sướng cả nhà ơi dòm nè.
Đây cái bẫy này mà mình xử lý cái móc cái mình lấy lên cho cả nhà xem nha cả nhà ơi. Nó nguy hiểm lắm ạ. Rồi, đây nè cả nhà. Vô mánh nè cả nhà. Rồi kệ, bữa nay dính ít là được rồi. Cần dính nhiều một hai con. Em này là cũng vui rồi cả nhà ơi. Ồ, con này nó bự nè cả nhà, nó vô nó muốn bít cái lồng 5-6 luôn nè. Cái này là gầm lồng mình làm nhà nha cả nhà. Không, tuy là nó không có bóng bẫy như lòng của ông Võ Minh Mẫn nhưng mà được cái nó chắc chắn nha. Đấy. Không, vô cống nhum vậy là vô đó nha. Đó. Quá sướng cả nhà. Rồi giờ nè, nó bự bít cái lồng luôn trời ơi. Chụp cho nó về tấm lòng hình nền. Rồi mình đi tiếp với cả nhà ơi. Hôm nay vậy là có thành quả rồi đó nha. Hôm nay cũng có clip để anh em giao lưu rồi đó nha. Rồi bây giờ mình cũng về nhà luôn các bạn. Bữa nay thất quá trời thất thu rồi. Được có con cống mà với được cái con này nè các cả nhà. Nó có cắn không? Nó hiền vậy. Không cắn rồi. Hình như là không cắn nè. Nghe nãy ông kia nãy ông nói con chuột này không cắn. Không phải gì á. Không cắn rồi. Chuột này không cắn nè. Nuôi đi Tết nhậu. Ủa đấy kìa. Đồ chơi. Cỏ. Ừ, cỏ ăn lúa rồi đó. Thì để chơi đi ha. Rồi hôm nay để con này cả nhà cộng. Rồi. Có lòng rồi hả? Thì nó lạ. Ừ, lại thăm giật mình chân không biết gì nữa. Quá trời, hôm nay về được một con cống rồi cả nhà. Hôm nay thích đâu rồi. Còn kia cũng cống nữa. Vậy là nếu vậy tầm là khoảng 2 kg thịt nha. Còn chuột này cũng cái này khoảng 7 lạng á nha. Con này khoảng 7 lạng, cầm cong cái cần gặp luôn cả nhà. Con này mấy này là mini à. Nó chuột ruộng. Rồi giờ mình ấp máy nè cả nhà xem cho mình một like một đăng ký ha, để động lực tinh thần chắc bữa nay mình cũng tạm thời mình cũng gác video lại vài ngày nha cả nhà, chắc cũng hơi lâu à, nó đi dạy mấy tuần. Có nào ra bữa nào rảnh gì sớm thì tranh thủ gài quay cho cả nhà xem. Rồi mình tạm biệt cả nhà tại đây nha.